Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem chương trình điểm tin đọc báo được phát trên kênh YouTube và website của báo dân tộc và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, phần điểm tin của chương trình này sẽ thông tin về giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội và thường trực Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum Hội nghị ban chấp hành đảng bộ Ủy ban dân tộc lần thứ 34 cùng một số thông tin về công tác dân tộc, tôn giáo, văn hóa xã hội nổi bật khác tại địa phương trên cả nước. Phần đọc báo hôm nay sẽ giới thiệu bài viết Chàng trai 8 ít người giao hồi sinh cây trẻ cổ của tác giả Minh Anh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 7 tháng 2 tại nhà quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo quốc hội với Thường trực hội đồng dân tộc, các ủy ban của quốc hội. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 1 năm 2023, nhất là việc tập trung giải quyết được bốn nhóm vấn đề lớn gồm: thông qua luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, thông qua quy hoạch tổng thể quốc gia, thông qua nhóm vấn đề về tài chính, ngân sách, ban hành nghị quyết về một số chính sách cho lĩnh vực y tế, nhất là việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn, hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 và xem xét các vấn đề nhân sự. Quốc hội đã tiến hành công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình được dư luận và cử tri nhân dân đồng tình. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2023, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tập trung chuẩn bị cho phiên họp tháng 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục bám sát chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, kế hoạch số 81 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa 15, tập trung triển khai các đề án, nội dung còn lại đảm bảo yêu cầu tiến độ và chất lượng. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm của quý 1 và thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan của Quốc hội thường xuyên tăng cường giám sát về tình hình kinh tế vĩ mô, các loại thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tình hình có vấn đề nóng, bức xúc mới phát sinh phải có giải pháp mới. Từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore. Chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng được diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam và Singapore phát triển năng động, mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Hai nước duy trì thường xuyên hiệu quả các cuộc trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Hợp tác quốc phòng an ninh được thúc đẩy, các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, du lịch cũng được củng cố, thúc đẩy bằng những văn bản thỏa thuận, bản ghi nhớ cụ thể, thực chất. Hai nước hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, thúc đẩy hợp tác tại các tổ chức, diễn đàn đa phương và các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Đặc biệt, kinh tế là điểm sáng trong mối quan hệ hai nước. Hiện nay, Singapore vẫn giữ vững vị trí đứng đầu trong ASEAN với thứ hai trên 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 3.032 dự án có hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 70,39 tỷ đô la. Trong chương trình chuyến thăm, Thủ tướng và Phu Nhân đã có cuộc gặp gỡ thân tình với bà con Kiều Bào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, dân hoa tưởng niệm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Văn minh châu Á. Tiếp ông Tô Huê Tang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xem Cọp và chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác phát triển chung của Xem Cọp và các đối tác thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore. Chiều 9 tháng 2, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Con tum về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh Con tum từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Kết luận buổi làm việc, thay mặt Ban Bí thư, thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương những thành tích của tỉnh Con tum đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng thời lưu ý, tỉnh Con tum ưu tiên nhiệm vụ quan trọng nhất đặt ra cho dân là kết quả cao hơn trong giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân, giữ vững quốc phòng an ninh, giữ vững đường biên cột mốc an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cùng với đó là giữ vững rừng tài nguyên khoáng sản bảo đảm phát triển lành mạnh bền vững để làm được phải nỗ lực cố gắng tối đa coi trọng xây dựng đảng hệ thống chính trị như yếu tố quyết định thường trực ban bí thư võ văn thưởng đề nghị các cán bộ phải sửa mình trong thực hiện cải cách hành chính lắng nghe doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để cho doanh nghiệp phát triển mối quan hệ của đảng chính quyền cần được quan tâm cải thiện cũng tại tỉnh Con Tum, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh, ngày 9 tháng 2 năm 1913, ngày 9 tháng 2 năm 2023. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những thành tựu đáng trân trọng và tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Con Tum đã kiên trì phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được trong năm qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Để Con Tum tiếp tục phát triển mạnh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Con Tum tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 23 ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên năm 2023, tầm nhìn năm 2025. Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao quyết định công nhận thành phố con Tum là đô thị loại 2 của tỉnh con Tum. Sáng ngày 10 tháng 2, Đảng ủy cơ quan Ủy ban dân tộc tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 34, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Bí thư ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc chủ trì hội nghị. Hội nghị đánh giá, ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã sớm ban hành các văn bản để triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng như chương trình làm việc, nghị quyết lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và xây dựng kế hoạch công tác tuyên giáo, dẫn vận năm 2023. Các tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy, kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể đảng viên, cấp ủy các tổ chức đảng, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao về tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên, nhìn chung ổn định, yên tâm công tác, tuân thủ sự phân công của tổ chức, luôn đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trọng tâm trong tháng 2 năm 2023, Đảng ủy cơ quan Ủy ban dân tộc định hướng tiếp tục tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường nắm tình hình đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tham mưu đề xuất hỗ trợ kịp thời những hộ nghèo, khó khăn nhằm giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Tiếp tục thực hiện các đề án chính sách trong chương trình công tác trong đó tập trung tham mưu chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2023. Chuyển sang một số tin tức hoạt động nổi bật khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai kế hoạch năm 2023. Năm 2022, tổng nguồn lực 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai là hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 1 triệu 162.466. Để triển khai hiệu quả nguồn lực, tỉnh Lào Cai đã bám sát chỉ đạo của trung ương cũng như có nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Năm 2023, tổng vốn của tỉnh Lào Cai được phân bổ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 3.100 tỷ đồng. Để đạt được các mục tiêu phát triển năm 2023, tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị cũng như người dân trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn phù hợp với các quy định của luật đầu tư công, chỉ đạo, kiểm tra, giả soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới. Kiểm soát chặt chẽ cần thiết quy mô dự án theo đúng quy hoạch được duyệt. Tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh tiến độ giải ngân và các nguồn vốn ngay từ những ngày đầu năm. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 154 về việc ghi danh tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mò Mường là di sản văn hóa độc đáo gắn với đời sống của đồng bào Mường. Từ lúc sinh ra, trưởng thành cho đến khi qua đời, đây là loại hình gắn liền với các nghi thức tín ngưỡng do thầy Mò thực hiện. Điển hình nhất là lễ tang ma của người Mường. Nội dung Mò Mường là ánh sử thi lớn phản ánh vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan và đời sống xã hội của người Mường cổ xưa. Mò Mường gồm 3 lĩnh vực chính cấu thành: lời Mò, diễn sướng, môi trường diễn sướng và con người thực hành diễn sướng Mò. Trong đó, lời Mò gắn liền với đời sống diễn sướng chiếm vị trí quan trọng nhất. Lễ tạ ơn thần rừng là lễ hội truyền thống của đồng bào Cơ Tu huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam, được tổ chức thường niên vào những ngày đầu năm nhằm thể hiện sự tôn trọng thiên nhiên, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, đời sống người dân được an ấm thịnh vượng. Năm 2023 là năm thứ 6 Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang tổ chức lễ hội tạ ơn rừng. Giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng, dưới mái gươi của làng sinh thái Pơ Mu, xã A San, Tây Giang, cây nêu và những món lễ vật được người dân chuẩn bị chu đáo, Lễ hội Tạ ân rừng tại Tây Giang mang ý nghĩa biểu dương, khuyến khích việc giữ rừng của đồng bào được giao khoán bảo vệ rừng, bảo tồn các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống của đồng bào Cơ Tu, đồng thời là cơ hội giáo dục con cháu trong việc giữ gìn, giữ nguồn nước và cuộc sống thiên nhiên. Vừa qua, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh An Giang, Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông An Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer căn bản năm 2023 cho 20 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp. Trong thời gian 6 tháng, các học viên sẽ được cung cấp 4 kỹ năng tiếng Khmer cơ bản nghe, nói, đọc, viết để nâng cao kiến thức, kỹ năng giao tiếp, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và phục vụ nhân dân bằng tiếng Khmer với nhân dân vùng giáp biên giới Vương quốc Campuchia. Chuyển sang nội dung phần đọc báo do biên tập viên Trương Vui trình bày. với mong muốn hồi sinh những cây chè cổ thụ mọc hoang dại trên núi rừng. Chàng trai sinh năm 1982, người Giao, Triệu A Mình đã nỗ lực vượt qua bao thăng trầm để phù phép biến những cây chè cổ thụ tự nhiên, xen lẫn cỏ cây giữa rừng, cứ ngỡ đã bị lãng quên, nay có giá trị lên đến vài triệu đồng mỗi kg. Cũng nhờ đó mà cuộc sống của đồng bào vùng cao nơi đây ngày một khởi sắc. Quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về quá trình hồi sinh và phát triển của cây chè cổ của chàng trai 8X này qua bài viết sau của tác giả Minh Anh. Sinh ra tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, một vùng đất nổi tiếng về chè, vì thế chẳng ngạc nhiên khi chàng thanh niên 15 tuổi triệu A Mình ngày nào đã thuần thục cách làm ra những mẹ chè mang hương vị riêng của vùng đất núi đá này. Hành trình tìm lại giá trị của cây chè với A Mình không đơn thuần chỉ là thời gian mà đó còn là tâm huyết, là sứ mệnh tự mang trong mình. Với kinh nghiệm làm chè lâu năm của mình, năm 2009, Triệu A Mình bắt đầu con đường hồi sinh chè bằng việc xin và làm cho hợp tác xã Chè Phìn Hò. Sau một thời gian phấn đấu, anh được bầu giữ chức vụ giám đốc hợp tác xã chè. Tại đây, A Mình đã từng bước đưa thương hiệu chè Phìn Hò hội nhập với các thành phố lớn trên cả nước. Năm 2014, Triệu A Mình khăn gói đi tìm hiểu về cây chè ở những khu vực có núi cao như núi Chiêu Lầu Thi, vùng chè dọc dãy Tây Côn Lĩnh. Triệu A Mình cho biết, chè ở đây có nhiều điểm khác biệt so với những cây chè trồng ở vùng núi thấp như có búp đỏ hơn, lông nhiều hơn, hương thảo mộc, vị ngọt mát nhẹ. Do sinh sống ở vùng khí hậu thổ những đặc biệt nên nhiều chất có lợi cho sức khỏe, có hàm lượng cực cao. Với lợi thế đặc biệt đó, A mình tự tin đến từng nhà vận động, khuyến khích người dân tiếp tục chăm sóc chè rừng và hứa hẹn sẽ giúp bà con nhân dân thu mua với giá cao. Bên cạnh những thành quả có từ sự nỗ lực phấn đấu thì thực tế A mình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt năm 2016, thương lái Trung Quốc ồ ạt truyền tin thu mua chè với giá cao khiến nhiều hộ dân lên rừng đốn cây chè cổ thụ hái bán. Lúc này chè rừng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trước thực trạng xót xa đó, Triệu An Mình lại đến từng nhà vận động để người dân không phá rừng trà, giải thích về tình hình kinh tế lâu dài của cây trà. Năm 2017, Triệu An Mình bắt đầu đi tìm thử thách mới. Anh tự mình xin tách ra khỏi hợp tác xã Trà Phìn Hò và mở cơ sở sản xuất trà Việt San tại thôn Nậm Tiên, xã Nậm Ti. An Mình cho hay, Bảo tồn trà rừng là nhiệm vụ mà bản thân tôi đau đáu từ lâu và đến giờ vẫn đang cố gắng thực hiện. Ngoài gìn giữ, tôi còn đang cố gắng nhân rộng cây trà san tuyết Hiện vùng chè của tôi đã có diện tích lên đến hàng trăm hecta. Bà Phùng Mùi Khé ở thôn Nậm Piên vui mừng chia sẻ. Cây chè gần gũi với tuổi thơ của mỗi người dân vùng cao. Từ lúc có cơ sở sản xuất chè Việt San giá chè cao hơn, họ cũng bảo chúng tôi không phun thuốc hóa học, họ mới mua nên chè ở đây rất chất lượng. Mỗi kg chè nguyên búp tươi có giá trị đến hơn 1 triệu, chè khô còn có giá trị lên đến 4-5 triệu đồng. Nhiều nhà giàu lên từ cây chè, có gia đình mua được cả ô tô, tậu được cả đất ở thị trấn nhờ chè rừng. Với chất lượng chè đặc trưng chỉ thời gian ngắn, chè rừng đã được nhiều thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng ưa chuộng. Thậm chí sản phẩm chè rừng của anh còn vươn xa ra khỏi thế giới đến các nước như Đài Loan, Trung Quốc, các nước liên minh châu Âu EU. Ông nông Văn Đức, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Ti cho biết, cơ sở sản xuất chè Việt San luôn là doanh nghiệp địa phương mà chúng tôi đặc biệt tự hào mỗi khi nhắc đến tại các cuộc họp quan trọng xã cũng thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp tuyên truyền người dân bảo tồn chè cổ thụ, hướng dẫn người dân địa phương phương pháp chăm sóc chè sao cho an toàn, bền vững. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Điểm tin đọc báo số này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.